Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn. Không vậy. Tôi xin lỗi chị. Dì đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi chứ. Hôm qua tôi thấy thằng Tý nó cõng Phi Bằng ngang phòng của tôi. Lẽ ra là tôi phải hỏi thăm, hay là tôi đi cùng thằng Tý để đưa Phi Bằng nó về phòng. Tôi đâu có ngờ con bé Ba nó lại nham hiểm như vậy hả chị? Nhưng mà cũng tại chị. Tôi nói chị á, đề phòng con bé Ba rồi mà chị không có nghe tôi. Có chuyện gì vậy má? Có chuyện gì mà dì Tư nói má không nghe? Không có chuyện gì đâu con. Đến giờ này mà má vẫn còn giấu con nữa hả? Có phải má biết từ đầu Phi Bằng thích bé Ba đúng không? Hả? Không có đâu con. Phi Bằng á, nó không có thích con bé Ba. Chỉ là con bé Ba nó thích thằng Phi Bằng, rồi nó muốn chiếm đoạt thằng Phi Bằng thôi con. Dì thấy cái cử chỉ của nó rất là lạ. Mà dì nói mấy lần cho má con mà má con không có tin. Chuyện này là sao hả má? Có phải mọi thứ giống như lời của dì Tư nói không? Tại sao đến giờ này mà má vẫn còn bênh vực nó vậy má? Con là con ruột của má, hay con Kiều Thư mới là con ruột của má vậy? Kiều Loan à, Kiều Loan à, tất nhiên con là con ruột của má rồi. Vậy tại sao má biết con bé Ba nó sẽ hại con?
mà má không nói cho con biết. Má không nói đến Phi Bằng đề phòng hả má? Nhưng mà má đâu có ngờ mọi chuyện lại xảy ra đến nông nỗi này đâu. Má thương nó hơn là thương con đúng không? Má biết nó thích anh Phi Bằng và má vẫn tạo điều kiện cho nó. Không có, làm sao má có thể làm như vậy được? Con là con ruột của má, má phải thương yêu con chứ. Nếu như má thương con thì má đuổi nó ra khỏi nhà này đi. Đừng bao giờ để con thấy mặt nó nữa. Đừng bao giờ để con thấy cái mặt của nó trong cái nhà này nữa. Tất cả mọi người đều giả dối. Tất cả mọi người đều giả dối. Ai cũng giả dối. Kiều Lan à, con đừng có như vậy mà. Nếu như mà con giận á, con đánh dì Tư đi. Con đánh dì Tư cho con hả giận đi con. Thì bà không thương con, ba con cũng không thương con. Con à, má con thương con, Phi Bằng nó cũng thương con. Trong gia đình này ai cũng thương con hết á. Chỉ có con bé Ba là hư hỏng thôi à. Tại sao cái gì con cũng nhường nhịn nó? Con chia sẻ cho nó, con đã thương yêu nó thật lòng mà nó lại đối xử với con như vậy. Tại sao nó lại nhẫn tâm đối xử với con như vậy? Tại sao? Con à, tại vì nó giống má nó đó. Thì con cứ nghĩ đi, tại sao cha con cưới má con trước mà con lại nhỏ tháng hơn con bé Ba? Thì cũng giống như chuyện hôm nay nè. Má nó biết cha con với má con đã đám cưới với nhau, nhưng mà bả nhất định là phải gài để mà có thai với cha con. Má con lúc đó cũng khổ tâm lắm. Chứ mà giờ con nghĩ coi, một bên là chồng, một bên là em gái, má con cũng không có biết xử sự ra làm sao hết. Cho nên má con phải chấp nhận để cho má nó vô căn nhà này. Nhưng mà gieo gió thì gặt bão, người ác á thì đoản mạng. Má của nó sanh khó rồi qua đời, con thấy không? Má con á vì thương em gái cho nên cưng chiều con đó hết mức. Càng ngày nó càng hư hỏng mà. Có khi nào Kiều Thư không phải là con ruột của cha con không? Mọi người á đều nghĩ như vậy hết đó, chỉ có má con là không tin thôi. Chắc kiếp trước má con mắc nợ nó. Là con ruột của má hay con Kiều Thư mới là con ruột của má vậy? Đừng bao giờ để con thấy mặt của nó nữa. Đừng bao giờ để con thấy cái mặt của nó trong cái nhà này nữa. Đừng khóc nữa con.
Tụi nó dọn cơm rồi đó. Xuống dưới ăn cơm đi con. Bây giờ con còn tâm trí nào để mà ăn cơm nữa hả má? Không ăn cũng ráng mà ăn con. Ăn để giữ gìn sức khỏe, để mà còn lo cho con bé hai nữa chứ. Con bé hai nó giận cả con nữa. Nó nói con biết con bé ba thích thằng Phi Bằng mà không chịu ngăn cản con bé ba lại, rồi để mọi chuyện xảy ra như vậy. Nếu nói như vậy thì má cũng có lỗi đó. Vậy má cũng biết chuyện con bé ba thích thằng Phi Bằng hả má? Ừ. Con Thủy nó nói với má mấy lần mà má nghĩ nó nói bậy thôi. Đâu có ngờ cái chuyện nó thiệt như vậy. Con cũng không biết phải làm sao nữa bây giờ má. Con yên tâm đi, má đã cấm mấy đứa nhỏ trong nhà rồi. Cái chuyện này không được bép xép ra ngoài. Chắc là người ta không biết gì đâu con nha. Nhưng mà con bé ba đã thất thân với thằng Phi Bằng rồi. Kệ nó đi, nó dạy thì nó ráng chịu. Má suy nghĩ rồi, thằng Phi Bằng nó không có lỗi gì trong cái chuyện này hết. Con bé hai cũng vậy, tụi nó còn thương nhau lắm con. Cha má của Phi Bằng cũng không biết chuyện gì thì thôi, mình cứ coi như là cái chuyện này không có gì luôn nha. Cứ tổ chức đám cưới cho hai đứa là được rồi. Như vậy có được không má? Được chứ con, má nói được là được. Còn Tư nó cũng nói vậy mà. Nhưng mà làm sao có chuyện gì Tư ở đây? Thì con Tư nó cũng áy náy cái chuyện tối hôm qua. Nếu nó biết thằng Tí đưa thằng Phi Bằng về tận phòng, nếu nó cản thì đâu có ra nông nổi vậy. Nè, chính mắt nó thấy thằng Tí cổng Phi Bằng mà. Ông thầy nói á, cái loại này á, bỏ vào rượu say không biết trời chăng, còn bỏ vào nước á, là ngủ mê man, rồi gây ra ảo giác nữa. Có thật là như vậy không? Dạ không biết nữa, ông nói vậy á. Nếu mà không đúng, cậu chết cậu với tôi á. Có ai thấy không? Dạ chỉ có bà bé mà thôi. Bà bé thì không sao hết. Ngày mai á, nhớ nói theo những gì tôi dặn nghe không? Dạ tôi biết. Má vô trong nghỉ ngơi đây. Con nhớ ăn cơm đó, không có được bỏ bữa nha. Nghe lời má bình tĩnh nha con. Chẳng lẽ cô ta lại tốt như vậy sao? Còn đứa cháu gái mà mình thương yêu hết mực lại là đứa lấy quán trả ơn như vậy sao? Cô ba ơi, cô ba, tôi mang cơm cho cô nè. Tôi vô nghe. Cô ba, cô ăn cơm đi. Tôi không muốn ăn. Cô không muốn ăn cũng phải ăn. Không lẽ cô để cho bụng đói đến chết hả? Ừ, tôi muốn chết cho rồi, không muốn sống nữa. Cô nói gì kỳ vậy? Tôi là người bị hại mà, tại sao bây giờ mọi người lại đổ lỗi cho tôi?
Hả? Có thiệt là tối hôm qua cô bà không biết gì không? Ông nói gì hả? Tại sao ông lại không tin tôi hả? Đúng thật là tôi có thích anh Phi Bằng. Nhưng mà tôi biết, tôi biết là anh Phi Bằng chỉ yêu mỗi mình chị hai tôi thôi. Sao tôi có thể làm chuyện đó được chứ? Nửa đêm thức dậy, tôi thấy anh Phi Bằng nằm cạnh tôi. Anh nói là yêu tôi, nói tôi là của ảnh. Tôi có cố đẩy ảnh ra, nhưng mà tôi không có đủ sức. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mà tay chân tôi không còn một chút sức lực nào nữa hết. Tôi bụng rủng hết. Ông có nghe tôi nói gì không? Thôi cô bà ăn cơm đi. Tôi no rồi, tôi không muốn ăn. Tôi chỉ muốn chết thôi. Chết thì được cái gì chứ? Chỉ thiệt thân mình thôi à. Ông giận tôi đúng không? Ông thương chị hai, cho nên là ông nghĩ tôi đang cướp đi hạnh phúc của chị, đúng không? Tại sao tất cả mọi người đều tin chị hai, tin những lời người khác nói mà không tin tôi? Tôi làm gì sai? Sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm như vậy? Không phải vậy đâu. Ông đi đi. Ông đi đi, tôi không muốn nói chuyện với ông. Ông đi ra ngoài đi. Được rồi, để tôi đi. Cô lo cơm nước đi, tôi ra ngoài đóng cái sàn nước. Cô nhớ, ở đây đừng có ra ngoài, mắc câu ông chủ mà thấy là rắc rối đó. Sao lại như vậy chứ? Không thể như vậy được.
Anh khóc hả? Kiều Loan, anh khóc vì hối hận hay hối tiếc? Anh không hối hận, nhưng mà Kiều Loan à, anh không có biết gì trong chuyện này. Em phải tin anh, anh không làm chuyện đó Kiều Loan à. Anh không hối hận, vậy là anh hối tiếc đúng không? Anh hối tiếc vì đã không quen mấy ba trước tôi chứ gì? Anh không có Kiều Loan à. Anh thề với em là anh không có tình cảm gì với mấy ba. Anh không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. À, anh nhớ rồi, chai rượu. Tối hôm qua tụi anh uống rượu ở trong quán thì nhân viên đưa một chai rượu và nói là có một cô gái muốn tặng anh, và anh nghĩ đó chính là em. Anh muốn nói dối thì phải tìm một cái cớ nào đó hợp lý hơn chứ. Tôi đã không bằng lòng cho anh đi thì lý do gì tôi phải tặng rượu cho anh? Anh có biết suy nghĩ không vậy? Vậy là có người nào tặng cho anh, và anh nghĩ là trong rượu có thuốc mê, chắc chắn là như vậy. Kiều Loan à, em phải tin anh. Anh có óc tưởng tượng quá. Tôi nghĩ anh nên bỏ nghề làm kỹ sư để đi làm nhà văn thì đúng hơn. Anh nói thật đó. Nếu mà em không tin anh thì em có thể hỏi thằng Tú, thằng Phi. Tụi nó sẽ chứng minh cho anh là anh không có làm chuyện này. Đi hỏi hả? Anh muốn cho tất cả mọi người biết được là tối ngày hôm qua anh đã lên giường với em gái của tôi sao? Không có, anh chỉ muốn em tin anh thôi. Trong trái tim của anh chỉ có một mình em thôi Kiều Loan à. Kiều Loan, anh yêu em. Kiều Loan, bây giờ anh phải làm gì thì mới tin anh đây hả Kiều Loan? Làm đám cưới. Em nói gì? Sao? Hay là bây giờ anh không muốn làm đám cưới với tôi nữa? Không phải, tất nhiên là anh rất muốn làm đám cưới với em rồi Kiều Loan. Kiều Loan, em phải nghe anh nói chứ. Tôi nghĩ là bây giờ anh nên về Sài Gòn và chuẩn bị đám cưới đi. Kiều Loan, rồi nè cô ba ơi. Sao không trả lời vậy kìa? À, tôi mang cơm vô nghe. Cơm nè cô ba ơi. Ủa, ai mang cơm trước rồi? À, sao vậy nè? Cô ba ơi, cô
ba sao vậy nè? Tỉnh dậy đi cô ba. Cô ba ơi, trời ơi là trời, cứu cô ba với. An ơi An, cô ba có chuyện rồi, có chuyện rồi. An ơi, vô coi cô ba. Dạ, sao vậy bé? An ơi, hình như là cô ba chết rồi. Trời đất ơi. Cô ba. Con coi coi. Cô ba, cô ba ơi, cô ba. Tỉnh dậy cô ba ơi. Cô ba ơi. Trời ơi. Cô ba còn sống không con? Cô ba vẫn còn thở. Con thở hả? Để con cầm máu lại. Cô ba ơi, tại sao còn sống mà lai hoài không tỉnh vậy con? Do ngày hôm nay cô ba không ăn uống gì hết, cho nên mới vậy đó. Để tôi tìm cách lén báo cho bà chủ biết. Cô ba, cô ba ơi. Ba, con bé ba ở đâu rồi? Tôi đâu có biết đâu. Trong nhà này hỏi tới cái gì bà cũng không biết hết là sao? Thì từ sáng tới giờ tôi lo ăn uống cho con bé hai, rồi lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết. Tôi đâu có nhớ gì đâu. Bà kêu đứa nào đó đi kiếm nó về đây cho tôi. Chi vậy? Giết nó chứ làm cái gì? Trời ơi mình, bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện cũng có cách giải quyết của nó. Bây giờ mình làm lớn chuyện lên như vậy chỉ thêm xấu hổ thôi. Với lại dì Tư dì cũng nói là... Con đó nó nói cái gì? Thì dì Tư dì nói là bây giờ mọi chuyện xảy ra vậy cũng chắc là cũng không có ai biết hết. Thì bây giờ mình cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra đi, rồi mình tổ chức đám cưới cho thằng Phi Bằng với con bé hai là được rồi. Nói như bà, chuyện gì cũng dễ hết, nhưng đời nào con bé hai nó chịu. Nhưng mà lỗi này đâu phải là lỗi của thằng Phi Bằng đâu. Thì đó, tất cả là do con quỷ đó. Phải chi hồi đó đã chết theo con mẹ nó cho rồi. Kìa Minh. Con. Con. Dạ, con xin phép cô chú. Có chuyện gì không con? Dạ, con xin phép cô chú cho con về Sài Gòn. Sao tự nhiên con về sớm vậy? Dạ. Dạ, anh Phi Bằng xin phép được về Sài Gòn là để chuẩn bị đám cưới cho hai đứa tụi con. Sao con? Con với anh Phi Bằng đã nói chuyện với nhau rồi. Cha má yên tâm, vẫn sẽ có một đám cưới được tổ chức đúng như ngày đã định. Dạ, nếu mà không có việc gì nữa, con xin phép cô chú cho con vào trong để chuẩn bị đồ. Dạ. Bé hai, lại đây. Sao hả con gái? Nghe má hỏi nè, mọi chuyện con đã suy nghĩ kỹ chưa? Vậy cái chuyện mà con với lại thằng Phi Bằng đám cưới đó. Cha má đừng nói nữa, con với anh Phi Bằng nói chuyện rõ ràng rồi. Con vẫn sẽ đám cưới với anh, nhưng với một điều kiện. Từ đây cho tới ngày cưới, con không muốn nhìn thấy mặt của nó. Vậy con... Và kể cả về sau cũng vậy. Có nó sẽ không có con. Bé hai. Phi Bằng. Dạ, chú kêu con. Con phải trả lời thiệt tình cho chú biết. Giữa con bé hai và con bé ba, con thương ai? Dạ chú. Sao, không trả lời được à? Dạ con biết. Chú hỏi con câu này là chú không tin con. Nhưng mà thật sự trong lòng của con chỉ có một mình Kiều Loan thôi. Không ai có thể thay thế được chú à. Theo lời của con, mọi chuyện xảy ra y như lời thằng Tí kể, đúng không? Dạ. Chuyện của anh Tí đưa con vào phòng của Kiều Thư, thật sự lúc đó con uống quá say. Chứ thực ra con không biết, con không biết gì hết. Nếu mà con tỉnh thì con cũng sẽ không có vào, dù đó là phòng của Kiều Loan. Chú tạm thời tin con. Có lẽ
Tất cả mọi chuyện là do chú. Trước đây chú làm chuyện có lỗi với rất nhiều người phụ nữ. Người ta nói chú có thói trăng hoa, con gái thì nhờ đức cha. Có lẽ chú là người cha không ra gì, cho nên là Kiều Loan nó mới nhận phải những hậu quả như thế này. Chú à, chú đừng có nói như vậy. Trong cái chuyện này con là người có lỗi lớn nhất. Con hứa với chú, con sẽ làm tất cả mọi thứ để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Phi Bằng à, con phải nhớ Kiều Loan chính là đứa con gái mà chú yêu thương nhất. Chú cũng không hiểu vì sao chú lại dồn tất cả tình thương cho nó. Nhìn thấy nó đau khổ, chú đau khổ gấp ngàn lần. Dạ. Phi Bằng. Dạ. Con phải hứa với chú điều này. Dạ, dạ chú cứ nói. Con phải hứa rằng suốt cuộc đời này con sẽ luôn yêu thương và bảo bọc cho Kiều Loan, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Dạ. Con hứa đi. Dạ. Dạ thưa chú, con hứa. Dù phải hy sinh cả tính mạng, con nhất quyết sẽ luôn bảo vệ cho Kiều Loan. Ừ, được. Chú tạm tin con. Dạ. Thôi được rồi, lên xe đi. Chú đưa con ra bến xe, kẻo trễ. Dạ. Cô ba, ăn cơm nha. Ăn cơm đi, cho lại sức. Tôi nói chị, tôi không muốn ăn. Tôi chỉ muốn chết thôi. Nếu như mà tôi nói không ai tin thì cái chết có khi mới chứng minh được tôi trong sạch chị bé à. Tội nghiệp mà. Nếu mà mợ ba còn sống thì cô đâu có phải sống khổ như vậy. Nếu như mà má tôi còn sống thì chắc má tôi cũng bên vực tôi đúng không? Ừ. Chị bé, chị biết gì về má tôi không? Chị kể cho tôi nghe đi. Từ nhỏ đến giờ tôi gặng hỏi hoài mà ai cũng chối, không nói tôi nghe gì hết đó. Dạ chào cô. Cô tìm ai trong nhà này? Dạ chào chị. Tôi đến đây tìm chồng tôi. Bình Lan ơi, Bình Lan, em có sao không Bình Lan? Bình Lan ơi. Mợ Hai, cô Lệ Hà. Mợ Hai, mợ có sao không? Tôi thấy ông Tuấn chạy ra. Xin lỗi cô ba, tôi cũng chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà thôi. Mấy cái chuyện này mọi người trong nhà cũng không biết thì sao tôi biết được. Thôi, cô ba ăn cơm đi nha. Cô ba ăn miếng cơm đi. Chị đi ra ngoài đi. Cô, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.
đến chết. Chắc là tôi cũng không biết được gì về má của mình đâu. Dì bé, cô ba lại không chịu ăn hả? Không có ăn gì hết. Tội nghiệp. Kỳ này ông bà chủ giận dữ lắm. Tôi sợ cô ba kiểu gì cũng chết. Là chết vì chết đói đó con. Nếu như mà cô ba còn mẹ thì chắc chắn sẽ sống sung sướng lắm, chứ không phải ra cái cảnh như vậy đâu. Sướng không khác gì cô hai đâu đó. Mà cũng có thể còn lấy được cậu Phi Bằng nữa kìa. Trời ơi, dì bé, dì cẩn thận cái miệng của dì đó. Mọi người đang căng thẳng dữ lắm, dì đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Ừ. Mày biết cái gì mà nói. Tại mày không hiểu chuyện thôi. Ngày xưa chính là má của cô ba đã bỏ tiền để mà nuôi ông chủ ăn học nên người đó. Ông chủ có được ngày hôm nay là nhờ công má của cô ba đó. Còn mợ hai nói là sẽ thương cô ba như là con ruột, nhưng mà làm gì có ai thương con người như là con đẻ của mình đâu. Không bao giờ cô ba có thể được yêu thương bằng cô hai đâu. Chị bé. Bà chủ. Chị nói cái gì vậy? Nói lại cho tôi nghe coi. Bà chủ. Dạ tôi xin lỗi bà chủ. Chào bà chủ. Tôi. Chị không có được nói bậy bạ nữa nghe. Dạ. Lỡ cô ba nghe được thì cổ buồn đó. Dạ. Tại cái miệng này nè, ăn nói tào lao quá. Tôi xin lỗi bà chủ. Bà chủ ơi, bà đừng có đuổi tôi nha. Tôi đã nguyện là làm ở cái nhà này suốt đời rồi. Bà đừng có đuổi tôi nha bà. Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Cô ba làm sao rồi? Không có chịu ăn uống gì hết, cứ nằm ở trỏng. Từ giờ tới đám cưới của cô hai á, đừng có cho cô ba ra ngoài nghe. Ủa, vậy ý của bà chủ là giam lỏng cô ba ở trong này, không có cho gặp cô hai với cậu Phi Bằng hả? Trước mắt cứ vậy đi, chứ bây giờ cha nó giận dữ quá, tôi sợ ổng làm gì nó nữa. Để khi nào ổng nguôi giận thì tôi tìm cách nói chuyện rồi cho con bé ba nó ra ngoài. Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ, con cũng hiểu rồi. Tôi dọn nha bà chủ. Thưa bà con đi. Con. Ủa? Trời ơi. Má. Sẵn gặp con ở đây, má có chuyện muốn nói với con. Dạ, có chuyện gì vậy má?
Hồi nãy á, má mới đi coi thầy cho cái đám cưới của con bé hai. Ngày cũng đã định rồi, má còn đi coi thầy làm gì nữa? Biết rằng á, ngày đã định rồi, nhưng cũng phải á, coi thử xem những ai đưa dâu được. Mà má rầu quá con ơi, tuổi con và tuổi má kỵ, cho nên không có đưa dâu được. Má tính nhờ thầy dạy vía dạy hạn được không? Chứ đưa dâu con gái mà không có bà, không có má vợ, mần sao coi được con. Cái số nó đã định vậy rồi, má còn nhờ thầy giải vía giải hạn nữa cũng đâu có giúp được gì đâu. Nhưng mà bên nhà trai á, thì chắc là họ cũng thông cảm cho mình thôi. Với lại để con bé ba ở nhà một mình như vậy, con cũng không yên tâm. Cái con đó đó, mần cái gì mà không yên tâm chứ. Cái tội của nó đó, đem dìm dưới sông vẫn chưa hết tội nữa. Đáng lẽ gia đình đang vui vẻ, tự nhiên có nó chen vào, làm cho cái đám cưới buồn rầu như cái đám tang vậy. Nhắc tới là bực mình. Phải chết là chấm dứt mọi chuyện rồi không? Trong khi kẻ hãm hại mình, họ còn cười trên nỗi đau của mình. Họ muốn mình chết. Không, mình nhất quyết phải tìm ra ý đồ xấu xa của bà dì Tư. Tại sao bà ta lại hại mình chứ? Đâu bày số phận làm cho lòng ngươi đổi thay, là do ai đã cuốn theo bao hư vô mà thôi. Mong manh giữa đắng cay hay ân tình, chuyện hôm qua thôi đành quên đi. Biết đâu một ngày mai sau duyên trời rớt lối, cứ yêu hết tâm để trái tim dẫn ta về rồi nè. Ăn cơm đi cô ba. Cô ba phải giữ sức khỏe chứ. Cứ nhịn ăn dày hoài đâu có được. Ăn miếng cơm đi. Nè. Nè. Ngoan đi. Thank you.
Nếu mà em không có tin anh á, thì tại sao em lại cưới anh để làm gì? Hả? Bởi vì tôi muốn trả thù. Trả thù? Chuyện hôm qua tôi muốn anh và nó sẽ không bao giờ đến được với nhau. Em thấy chị Hai thương nó như vậy mà nó không biết nhớ ơn gì hết trơn vậy. Em mà là như chị á, em đuổi cổ nó đi luôn rồi đó chị Hai. Để gió kia cuốn bay thật xa. Sao vậy? Đến đi em đi mà. Bởi vì chỉ có một mình tôi muốn chết thôi. Còn anh phải ở lại đây để con hạnh phúc với con thương nữa chứ. Thằng Lộc con của anh với em á, hiện tại nó đang là cháu đích tôn của dòng họ đó. Nó phải thuộc về thằng Lộc chứ. Ổng đang tìm cách á để đưa thằng Lộc vô nhà thương điên kìa. Anh không nhớ gì hả? Yêu một người. Nếu như vậy thì mình cần giải quyết cả ông và đứa con gái mà ông cưng chiều nhất. Cho số kiếp hai ta yên. Trời không cho hợp duyên đành thôi cách xa. Thì thầy cứ sắp xếp đưa ít tiền cho hắn. Thế nào hát cũng ngậm miệng thôi. Không có được. Trong miệng này là người mới, nghe đâu điềm khiển có tiếng, ông ta sẽ không nhận hối lộ đâu. Đồng tiền là chìa khóa vạn năng mà. Nếu đưa 100 đồng không chịu thì đưa 1 vạn đồng. Có thịt áp chảo Pony là 3 cân đẻ. Pony áp chảo phả đảo cơm nóng. Pony